Chán này, mua gió buồn quá. Mọi người mua cái kem bôi mặt này thì mua của inbox và Facebook Minh Minh nhá. Mình bình luận thôi là ghi này vậy. Đấy, mọi người muốn mua cái kem kem hiện tại, cái kem này này, mình đang bôi đây này, thì inbox cho Minh Minh. Minh hàm to, vợ của địt bạ mày cán bộ óc chó. Nhá, mua của Minh hàm to, cán bộ óc chó. Làm tiếng muỗi đi anh à. Ship cho em 20 triệu liệu trình lăn lách cho cả nhóm nhé. Ui, lách phải thật khai cơ em ơi. Lách phải thật khai thì dùng mới là ổn áp. Chị mụn là 470 em ơi. Tôi nói thật, cái thuốc chị mụn của tôi thề luôn, tôi thề điêu làm chó luôn, cực kỳ tốt luôn. Con vợ nào mà bị mụn, bị viêm, đang bị thâm mà không dùng chị, mà tiếc tiền tôi thật nhá. 500.000 cả ship. Các con vợ đi ăn một bữa lẩu này, đi chơi này, mua một viên kẹo này, hay làm hụ Milo này, làm hụ soi này, làm tí kem này, cũng hết 500.000. Nhưng mà các con vợ lại tức tiền lại làm đẹp cho bản thân mình. Thì các con vợ dở quá, dở lắm. 500.000 một lọ lăn lách thôi mà bôi hết mụn. Ví dụ mà mặt lặng quá, nó đéo hết thì phải dùng 2-3 lọ nữa thì nó sẽ hết. Đây các con vợ dùng, các con vợ cứ tiếc tiền làm đẹp cho bản thân mình. Đầu tư vào bản thân mình không bao giờ là thiệt. Đầu tư vào bản thân mình không bao giờ là thiệt. Mà bản thân mình nó là một cái vũ khí gì đấy, rất là ok. Mình phải đẹp thì mình mới, nói chung là mình phải đẹp thì mình mới làm được nhiều việc khác. Và cái đẹp đấy nó cũng là lợi thế để mình dẫn đến những công việc mới, hoặc là dẫn đến những cái việc nó tốt hơn. Thế mà các con vợ tiếc 500.000 mua thuốc trị mụn thì tôi cũng trị. Anh bôi kem trắng ra. Thế mà các con vợ tiếc 500.000 một lọ thuốc trị mụn mà ăn tiêu bao nhiêu cũng hết, mà lại đi tiếc 500.000 để không làm đẹp cho mình. Phí quá. Các con vợ, tôi thấy là cái suy nghĩ này là quá sai sách. Mà các con vợ mua trị mụn của tôi nhá, trị mụn mà không hết mụn nhá, tôi hoàn lại tiền. Đấy, được chưa? Hello Book Lê Khôi nhá, tên ông bạn khó đọc quá. Chị mụn 470 em ơi, tăng cân là 499. Các con vợ mua hàng bên tôi nhá, ví dụ tăng cân uống không tăng cân nhá, hoàn tiền. Chị mụn uống đéo hết, chị mụn bôi mà đéo hết mụn nhá, hoặc đéo sạch mặt nhá, đéo đỡ nhá, lại hoàn tiền. Giảm cân nhá. Ai nhỉ? Địt mẹ mày nhà như có ma. Thế tôi đang ngủ là đang nằm lại cứ cạch cạch cái đéo gì không biết. Giảm cân nhá, uống mà đéo giảm cân lại hoàn tiền. Ờ, được chưa? Ờ, hiểu con người luôn. Chị mụn không phải là serum đâu em ạ, nó là cái nước bình thường thôi. Ôi Tiên Tiên ơi, phải chăm sóc để cho nó ngọt chứ. Dạo này anh khỏe không anh Tú ơi? Lúc làm có tăng cân, lúc làm có giảm cân, lúc làm có chị mụn luôn. Thế mà các con vợ Lê Quỳnh Mai comment hôm và làm sao nhỉ? Hôm gì? Mà các con vợ không chịu đầu tư cho mình, suốt ngày đi ăn đi chơi rồi đi hú đi hí đi bạ mày đi cọ vành thì vẽ đi vỉa vùng thì các con vợ lại đi. Nhưng mà các con vợ đầu tư cho mình vào những cái kem để làm cho mình đẹp lên. Bây giờ tôi hỏi các con vợ nhá, các con vợ có thích một người đàn ông mặt mụn không? Có thích một người con gái mặt mụn không? Bây giờ người yêu mặt mụn thì nghe lại điện mạng những cái hôn lưỡi nó lại chạm những cái cung mụn của nhau thì nó hơi bị ấy. Đúng không? Thuốc giảm cân là 450.000 free ship. Em chào anh ạ. Ừ thì chào em. Hôm nằm mơ thấy ông Long này buồn cười cả trong giấc mơ. Ui. Bà này hay nhỉ, bà cứ như đi bạn với tôi vừa lên đường hay sao, bà lại mơ về tôi. Sợ thế, dạo này toàn người mơ về mình thôi. Sợ quá. Mọi người mua quần áo của mình thì sang link Long Sen Shop nhá.
chị mụn này, các kiểu luôn, mà các con vợ cũng không chịu làm đẹp cho mình. Nhìn các chị em không, các chị em ấy làm đẹp nào thì làm da mặt căng bóng này, tai đẹp này, ti đẹp này, mận cũng đẹp này, khế cũng đẹp này, hồng dược thịt mẹ mày như hòa diệm sơn. Thế mà các con vợ, nhiều con vợ không chịu làm chăm làm đẹp cho mình, sợ quá. Làm đẹp đi em ơi, mặt tiền quan trọng lắm. Đúng rồi, dù hello Trúc Xanh, à Trúc Thanh à, giảng cân là giảng viên em ạ. Mặt tiền quan trọng lắm, mà các con vợ cứ thờ ơ thế thì chết. Cứ không chịu làm đẹp cho mình thế thì chết đấy. Chẳng gì mà sáng thế á. Đi biển về nó bị đen bạn ạ. Thế là phải mua kem của đi mẹ mày Minh Hàm To để bôi để cho nó về lại cái da cũ của mình là cổ à. Sợ. Nhìn như kiểu ghét đi nhở. Này. Như ghét luôn. Ở người lại trắng nhá. À. Béo quá. Chị mụn thì thường thường nó chỉ đỡ thâm thôi em ạ, chứ chị thâm khó lắm. Địt mẹ làm giái mình thâm thì còn đéo chị được, cũng chi là mặt. Anh chào Khuyên, đặt lịch full combo. Khuyên đẹp như thế rồi, Khuyên còn đặt combo làm gì hả Khuyên? Mưa gió buồn buồn nhờ, buồn quá, mưa gió buồn quá. Bầy em cách hút thuốc môi vẫn hồng đi em. À, lêu lêu nhiều với em ạ. Ừ. Đấy, em cứ lêu lêu nhiều vào là môi em hồng luôn. Chào Thoại Di nhá, tên hay nhỉ. Mẹo, mẹo, mẹo. Bà trùm tăm trắng. Thuốc bắc. Mặt anh bôi kem trắng em ạ. Anh vừa mới đi dã ngoại về à, bị dính nắng đen quá. Gió biển mà đen quá. Chị mụn có 470 thôi. Bấm Khuyên vào lưỡi đi anh á. Thôi. Bởi con trai bấm một lưỡi anh thấy nó thì đéo nào. Nó hơi bị. Anh không biết, nó không hợp với anh. Tiếng này lưỡi ra cả cục sắt. Không hợp, thấy nó cứ thế nào, không quen. Thằng Thái dạo này mày đéo có ảnh đẹp cho anh gì cả. Nghe anh nói chuyện bao phê. Anh được cái mồm đấy em ạ, ngoài đời anh rát lắm. Anh được cái mồm miệng đỡ chân tay thôi, ngoài đời rát chắc. Điền, tôi nói cho ông biết nha, con trai hơi nhiều người là chăm làm đẹp luôn, hơi bị nhiều người chăm tối nào cũng bôi kem luôn, chẳng qua người ta ngại, người ta không thích đắp mặt, à người ta không thích bót ảnh lên mạng thôi. Anh em mình đôi đây là phải bôi đây này, lạc hậu quá, bôi đi lạc hậu quá. Mèo mèo mèo, con Trần Đức Bò ra, thịt mẹ con Trần Đức Bò sợ nhở. Con đĩ lui lông dài, thịt mẹ từ bé lớn con đĩ không cạo lông dài luôn, sợ thật. Con đĩ để lông dài nguyên thủy luôn, ông nhảy lên nhìn đi mạ mà. Mình xem cái đoạn clip ấy, ông ấy nhảy lên, ông ấy ông ấy nhảy lên ấy. Đi mạ mình tưởng chim ông ấy để con chuột chim, sợ đấy. Nhìn của chim ông nhu chuột cống, chạy, sợ. Bịt mạ lông dài được đấy nhá, có khi lông dài là chim nó cơ. Ờ, thế mới dị. Đi mạ mày quả đấy mà đi ra ngoài đường 35, 38 độ, mồ hôi nó mà ra nhờ. Ôi dồi ôi, mồ hôi nó mà ra lông thì thôi. Còn vợ về như kiểu về ruốc luôn, thì mẹ mà mày hít thì đúng kiểu bao phê luôn. Khét đẹp. Bấm Khuyên vào lưỡi lếu lều nó khó anh nhỉ. Anh chả biết lếu lều gì à. Khét địt mẹ mày khét cháy luôn, sợ chịu rồi. Ra Hà Nội gặp anh mà nhìn nghiêm trọng quá. Ra chưa?
Anh ngoài 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 đời anh mi nho lắm, ngoài đời nhìn anh kiểu nó dạng kiểu là bé hạt tiêu ấy, bé bé xinh xinh đấy, chứ không như ảnh đâu. Ảnh nó qua đéo hiểu sao lên ảnh nó to, nhìn mình như kiểu mẹ mày mét tám ấy. Tôi mà mét tám thì tầm mày tôi người mẫu, tôi đi nhảy mẹ mày, tôi đi nhảy rồi. Nè, bụng sợ, bụng mẹ sợ. Thua. Địt mẹ mà của quả lông của con vợ bo thì đúng là kiểu bết luôn, sợ. Lông ở đấy tết thành tóc luôn được ấy. Nhìn con vợ nhìn như con chuột cống, sợ bo bo chuột cống đấy. Ngoài đời tôi mignon lắm, con vợ nào gặp tôi ngoài đời mignon cực luôn, bé bé xinh xinh. Chứ không kiểu béo của to trông vạm vỡ như ảnh đâu, đéo hiểu sao ảnh. Ảnh ảnh lên nó nhìn mình to thế không biết. Ảnh lên nhìn nhìn như mét tám 70 cân ý. Mà ngoài đời bé tí luôn. Ngoài đời bé cực kiểu bé hạt tiêu ấy. Bé bé xinh xinh ấy. Giờ này còn cơm cháo thì chưa nữa, ăn quá rồi. Ngoài đời nói chung là mình kiểu ngoài đời kiểu cậu cậu bé hạt tiêu ấy, bé bé xinh xinh ấy. Nhìn có lách chán mẹ em luôn. Thùy Trang hỏi gì anh hả em? Bữa em ra chụp ảnh với cả nhà mình đó. Anh nhận, anh nhớ rồi. Cô em vào chụp ảnh với cả bố cả mẹ cả gia đình anh luôn. May là chưa chụp ảnh với cả họ hàng nha anh ấy. Đắp cho xinh chị Hoàng Trinh ạ. Cho chàng em đi biển về đen quá. Ngày mai các con vợ nhìn tôi lại trắng lõn trắng là luôn. Nhìn như gái 18. Anh cao mét bao nhiêu? Anh thì cao, chiều cao của anh nó bình thường em ạ. Anh cao bằng Messi. Anh cao bằng Messi mà. Mình nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Dạo này ăn sớm ngủ sớm nhá. Ngoan. Chị mụn đa, chị mụn 470 em ơi. Bị mụn mà không mua đi thì chết đấy. Mua đi, mua chị mụn đi nhá. Tôi ngoài đời bé tí mà. Kiểu bé hạt tiêu đấy. Nhưng mà bé hạt tiêu thì ăn lại như hạt tiêu cay lắm. Lên shop 2 lần rồi mà không gặp anh á. Điêu đấy. Điêu. Một sáu tám. Lay mới thấy anh đeo dây chuyền. À, nhiều bạn thắc mắc vì sao anh Long không đeo vàng, không đeo trang sức đúng không? Một câu rất đơn giản thôi. Vì anh không có tiền. Đánh cả son lú quá. Môi này mà đánh cả son lú quá. Nè. Ừ, ha. Môi này mà đánh son con vợ lú thật. Giảm cân 450.000 phố đi ship em ơi. Đây là mình bôi mình làm đẹp mà, có vẻ là mình bôi mình đi ra ngoài đường đâu mà các con vợ cứ kêu là cương thi. Địt mẹ anh mà 1m81 anh đi vào Sài Gòn anh làm dancer luôn. Và làm dancer nhảy nhảy điệu lo bọng luôn. Ở thật 1m81 tầm này vào vào Sài Gòn làm dancer luôn, nhảy điệu lo bọng luôn cho các chị luôn. Ấy xa. Ấy xa. Môi đẹp thực sự đó anh. Có lần ông đi lễ ăn tối ở Vinh, Nghệ An. Thế à, gặp gặp nhau à?
Cái lông mày là anh tự làm theo ý của anh đấy, chứ không phải là ấy đâu. Mọi người ơi, mọi người ví dụ muốn mà làm lông mày, mọi người phải xem tuổi, xem hướng nhá, xem khuôn mặt nhá, xem kỹ một chút. Ví dụ lông mày này, mũi này, lông mày này, mũi này, cằm, liên quan đến phong thủy. Mọi người muốn làm thì phải xem. Như cái lông mày hiện tại của tôi này là dành cho tất cả khuôn mặt, tất cả mọi người đều đỡ để đều hợp hết. Nó ngang nó cũng đéo phải là ngang, mà nó cong cũng phải đéo phải là cong đấy. Ví dụ muốn cong nhá thì cần co bắt lên nhà để cong mà đấy, thấy không, chiến không lại cong luôn, mà ngang như này thì ngang à đấy, địt mẹ à, đấy một sim như là hai sóng đấy. Thế nó mới ảo, một sim lại hai sóng luôn, ngang à, thấy không, nhìn này thằng ngang cong cười phát thành cong luôn à, ấy ngang luôn à, cong à. À, hay à, cong à, à lại ngang à, lại cong à, hay không à. Các kiểu các loại luôn. Các con vợ nào mà mua tăng cân giảm cân thì inbox nhá, xem không hợp là làm định dở hơi đấy, phong thủy là hỏng đấy, dở đấy. Anh bôi kem em, cái điều đấy nó quá đơn giản, nhìn là phải biết rồi, còn hỏi sao mặt anh trắng thế, anh bôi gì lên mặt à? Anh thì không một sim hai sóng đâu, sợ vậy lắm. Con vợ bo một sim hai sóng mà. Ôi em ơi, em đừng có dùng từ đẳng cấp với anh. Ôi chàng sĩ ơi, chàng sĩ đừng dùng từ đẳng cấp, nghe sợ quá. Một sim hai sóng.